Na Ná mọi người, mình là Nga và đây là channel của mình. Xin chào tất cả mọi người, như mọi người có thể thấy trên title thì ngày hôm nay sẽ là một video về tóc. Và đây là tóc của mình, hiện nay đang ở độ dài là quá chân ngực một chút. Nhưng mà nếu mà mọi người để ý thì phần đuôi của nó đã rất là sơ và khô rồi. Có một bài kiểm tra tóc ở trên mạng là mọi người lấy một đoạn tóc và sau đó dựng ngược lên để xem tóc mình hư tổn đến đâu. Đó, thì mọi người nhìn thấy không? Đến đây tóc mình Nga vẫn dựng đứng lên như thế này, có nghĩa là đoạn này nó đã rất là khô rồi. Và hiện nay thì nó có cả chệ ngọn nữa. Nên là chỉ vì cái đoạn ở dưới này nó xù và làm cho cả mái tóc của mình nó không được hoàn hảo, nên là hôm nay Nga sẽ quyết định cắt nó đi. Nhưng mà vì mình không được đi ra hàng cắt và mình cũng không dám tự cắt vào mình, nên là hôm nay mình sẽ mời một bartender. Bartender? À không phải bartender, cái gì nhỉ? Barber Hair Stylist Bình An. Đấy là kéo cắt lông chó đấy. Kiểu cắt lông gì cũng được. Và ngày hôm nay thì mình xin được thể hiện tài năng cắt tóc của mình. Ok. Ngày trước thì mình cũng hay tỉa lông với cắt lông cho chú cún. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ được thực hành ở trên người. Bạn đã biết cắt tóc bao giờ chưa? Từ từ chưa đi nữa. Chưa tóc bây giờ bỏ kéo xuống. Sợ quá. Thì mình muốn cắt lên đến đây. Đó, cắt đến ngang cái chữ này. Khoảng 10 phân. Hên xui. Hên xui có thể ngắn hơn đúng không? Hên xui là... Nhưng mà cậu định cắt như nào? Cắt ngắn thôi. Ý là cắt bước của cậu như nào ấy? Là cắt thôi. Ở trên mạng người ta chia ra kiểu chia thành từng đoạn nhỏ này. Đúng rồi. Không đúng rồi, im rồi. Cắt luôn á? Okay. Cắt luôn á? Ok. Nào cắt. Bởi vì cả hai đứa chưa bao giờ cắt cả một cái đầu hoàn chỉnh, chính vì thế chúng mình không có một tí kinh nghiệm nào cả. Bọn mình quyết định sẽ tự cắt tóc theo bản năng thôi, cắt theo từng phần nhỏ và chỉ xí hơi ướt một chút thôi. Một tay cầm tóc này, một tay cầm kéo thì sẽ dễ thao tác hơn đấy. Chúng mình có 3 chiếc kéo, một cái là chiếc kéo bình thường, cái này thì hơi cùn nên là không dùng được nhiều. Một chiếc thì là kéo cắt lông của con chun, bởi vì mình quá vội nên là mình không thể mua được kéo cắt tóc và mình đã quyết định là rửa sạch cái kéo này và dùng nó. Còn một chiếc kéo nữa thì là kéo tỉa nhưng mà mình thấy không ok lắm. Tại sao thì mình sẽ giải thích ở phần sau nhé. Trời, chỉ như chưa chia mái ra ấy. Có con chia mái không nhỉ? Cấm, để mà đang để mái đi gì? Mà mái này là mái nó không giữa. Mẹ cánh thế. Chỉ cặp từ từ bao giờ được không? Can't believe it. Đấy, con tỉa tỉa xong. Mình nghĩ là mình sẽ không nên thấy cái màn hình này. Mình che đi nhá. Bịt mắt lại đi. Không có bịt mắt à. Đợi đi. Lấy một chiếc khẩu trang để mình che đi cái màn hình điện thoại đang có mặt mình này. À. Coi như là mình sẽ không biết gì về vấn đề này cả. Bởi vì mình không thể chịu đựng được. Ngắn quá. Da nó sẽ mọc dài ra thôi mà. Bạn biết đợt dịch mình đã cắt tóc 2 lần rồi đấy. Mọi người ạ, trong đợt dịch mình đã cắt tóc 2 lần. Là mỗi lần phải cắt khoảng 5 phân để cho nó hết cái phần tóc cũ của mình đi. Bởi vì hồi xưa tóc mình là tóc tẩy. Nên là nó, cái phần đuôi này. Tóc mình bây giờ mọc chân đen, nếu mọi người thấy trong mấy clip TikTok ấy, thì tóc mình đã mọc chân đen ở bên đây rồi. Và phần này là đang là phần tóc tẩy. Nên là mình muốn cắt hết nó đi thì tóc mới khỏe mạnh được. Chứ mình đã dùng rất là nhiều sản phẩm chăm sóc tóc này, dầu gội các thứ thì nó mới đỡ được như thế này đấy. Chứ không mọi người sẽ nhìn thấy nó với một mái tóc bông xù và rất là khô sơ và mấy cái sợi còn xoăn nữa cơ. Em đã làm rất tốt rồi. Au. Sorry gì. Au. Cắt tóc kiểu gì đấy? Quay lưng lại đúng không?
Thư Tiên bây giờ. Thư Tiên à? Ê, bạn nhớ cái clip mà hồi xưa mình cắt tóc ngắn không? Xong mình cắt xong mình quay ra mình hẩy tóc. Hồi xưa mọi người ạ, mình đã từng nguôi tóc rất dài đến chạm mông nhỉ? Chạm mông. Đấy mình có biết bạn đâu mà. Có, lúc đấy bạn vẫn quay mình mà là tóc khoảng cũng gần đến mông hoặc là chạm mông rồi. Ý là ngồi như này là tóc sẽ chạm ghế. Đó, thì mình nguôi dài như vậy, xong đó mình cứ khoảng 2 năm mình lại cắt một lần, cắt ngắn đến đây. Và cái đống tóc đó mình mang đi bán. Bởi vì hồi tiểu học mà, hồi tiểu học trung học xong rồi lên đến trung học phổ thông thế cũng không có được nhiều tiền tiêu vặt thì nuôi được bao nhiêu tóc, cắt bán thì bố mẹ cho giữ luôn tiền đó. Nên là cũng là rất chăm cắt tóc bán. Nhưng mà kể từ hồi mà mình bán tóc xong rồi hồi đấy mình lên cấp 3 nên mình đi bơi rất là nhiều. Nên là cái mái tóc ngắn của mình đã hỏng. Chẳng cấp 3, cấp 2 thôi. Cấp 2 thì nó đã hỏng rồi và nó đã không còn cái chất tóc tơ như hồi xưa nữa. Và thay vào đấy là cái chất tóc mà nó banh đanh và xong rồi một cái sợi của nó rất là to. Và nếu mà sờ lúc mà khô ấy, thì nó sẽ hơi gợn, hơi xân xoăn nữa. Nhưng mà đấy là lúc mà tóc mình chưa nhuộm nha. Tóc mình mà nhuộm ra phát là không ai mua nữa luôn ấy. Tình trạng chung hey, mình toàn chơi buổi tối nhỉ. Chả bao giờ hiếm lắm được một hai lần kết nối được trong ngày. Cậu quay cho một cái. Cậu cầm một cái sợi tóc lên. Dừa. Ui, ngắn á. Theo yêu cầu của bạn. Nhưng mà bạn thấy sờ cái tóc nó mượt hẳn không? Có, nguyên. Lệch gì à? Không lệch nhưng mà nguyên. Mình nên quay ngang này cho mọi người nhìn thấy không? Hướng nguyên. Đây, rồi. Mọi người biết gì không? Mọi người biết gì không là biết gì không? Bắt người yêu cắt tóc cho mình. Rồi nếu mà có xấu ấy thì cũng là do người yêu cắt, người yêu không thể phàn nàn gì được. Bạn sẽ không á đâu. À sẽ không thể chê được tóc mình xấu. Phải lấy hộp sữa được không? Đấy. Quá. Thì là nếu mà bạn cắt bằng từ đây lên bằng thì bạn sẽ bạn thành đầu vuông. Dài quá bạn ạ. Để cắt lên đây. Mình cắt đằng trước nữa, cắt cái đoạn sau ra nó. Bạn ơi đừng cắt đằng trước nữa, cắt đuôi nhá. Mình vẫn nhìn mỹ thì bạn đang cắt tóc như thế đấy. Ê. Sao trông mặt khó hiểu đấy? Chỉ muốn cắt kiểu gì? Thì mình chỉ muốn làm một cái mái tóc bằng từ trước ra sau. Xong rồi bạn cắt một lớp rồi cho nó mỏng đuôi cho mình là được. Nguyên. Cái bên này ngắn hơn hả? Ngắn hơn. Cho xem được không? Được nhá. Xem có biết chưa? Mình không tin được. Bên này cũng được rồi bạn. Xong chưa xong, bạn đây. Mà như bên này hơi dài một tí. Ừ, đúng rồi. Sunny Ericsson. Rồi, xong rồi. Không. Đôi vẫn bị hơi bị vẩn vẩn. Đâu, đặt thế nào? Cái này. Không, vẩy lên cắt ngắn quá đây. Thôi dừng thêm. Cắt nhiều quá. Quay cả nữa.
con ở đâu đấy nhăm nhở đó đúng không? Ở đằng sau thì nhăm nhở. Chắc không? Chắc. Đằng trước cái này thì mình thấy cũng bình thường. Nó hơi dày thì thôi chứ mà bạn không dám tỉa kỹ. Không dám tỉa mỏng thế thì mình không biết tỉa mỏng làm gì. Đây mình sẽ sửa lại một xíu, xíu cái đuôi tóc này. Thôi, không tự cắt đã xong tiếp hả mọi bảo mình. Không, mình chỉ tỉa nốt mấy cái sợi đây này. Cái sợi xoăn xoăn đây này mà bạn chưa... Tự, đời sau nhé, tự cắt tóc thì nếu có hỏng đừng có nhờ chuyên gia. Đấy đấy, mọi người có nhìn thấy cái kéo hoa hồng đấy không? Đấy chính là cái kéo cắt tỉa mà mình đã nói đấy. Và mọi người chỉ nên dùng nó khi nó còn sắc. Cái kéo của mình thì đã rất là cũ rồi. Bây giờ mỗi lần cắt thì nó không đứt hẳn được, mà nó chỉ gãy thôi, nó đứt gãy. Nên là rất là hại tóc luôn ý. Nên là sau khi thử vài cái không thể chấp nhận được, mình lại quay về với chiếc kéo cũ. Trong lúc Bình An sẽ đi nấu ăn trưa, còn mình sẽ đi nhuộm tóc nốt. Ok. Ok. Đây là mái tóc hiện tại sau khi mình đã mình và Bình An đã cắt hộ. Thì về cơ bản làm sao để lên dựng tự nhiên nhé. Đó, thì về cơ bản thì nó cũng ok, đúng độ dài và mình mong muốn. Nhưng mà về màu sắc ấy, thì nó vẫn đây là đen này, xong đây là nâu này, nên hôm nay mình sẽ quyết định nhuộm. Thì đây là chai thuốc nhuộm của Misen. Misen, mình không biết đọc tên da này như nào, nhưng mà đây là thuốc nhuộm Blackpink và đây là nhuộm dạng kem, dạng bọt khí, dạng bọt khí chứ không phải dạng kem, dạng kem bọt khí. Thì trong này nó có một chai bọt, một túi màu này. Đây là một túi chất gì đấy, gói xả. Trong này có một cái giấy hướng dẫn và một cái áo như thế này. Thì mình đang mặc cái áo đây rồi. Mình nghĩ là mình sẽ mặc thêm một chiếc áo vòng ra sau nữa. Mình nên thay một chiếc áo đen không ta? Ừ, để mình đi thay chiếc áo đen. Đây, mình đã thay một chiếc áo đen và khoác lại khăn trùm. Thì nếu mà mọi người cắt tóc thì mọi người nên mặc áo trắng để có thể nhìn thấy rõ đường chân tóc nhất. Còn nếu mà nhuộm tóc thì chắc chắn phải mặc áo tối màu, vì nếu mà các bạn nhuộm màu tối mà. Ngon. Ở trong này thì có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Thì đây vừa mở ra thấy một cái logo to đùng, không lắc mà như mình vừa lắc nữa. Mọi người chỉ được lắc nhẹ thôi. Nói lại đến đề chính ý, là đầu tiên là mặc áo choàng và găng tay. Mà hiện nay thì mình không thấy găng tay đâu cả. Găng tay đâu nhỉ? Không phải có găng tay à? Cái gì có găng tay? À đây, tay đây. Đây. Chắc vừa nãy mình tháo ra mình bị lỡ mất hai chiếc găng tay. Có găng tay nha. Ok. Tiếp theo là mở rộng solution 2. Solution 2 chắc là cái này. Cho solution 1 là cái này. Và solution 3 là cái này. Vào cái lọ này. Okay. Ở trên cái này thì nó ghi là warm color, là màu. Màu nó là màu trong trong thôi. Đó. Sau khi đổ hai vào, giờ mình lắp cái nắp này vào đây. Và sau đó lắp. Gently shake bottle about 20 times circular motion. Ý là lắc theo vòng tròn khoảng 20 lần nhẹ nhàng. Bởi vì tóc mình khá là dày nên là mình đã chuẩn bị sẵn hai hộp. Mình đã có hai lọ ở đây rồi. Mình sẽ làm với lọ này trước. Sao cái này nó không ra bọt nhở? Thế sao nhỉ? Mình sẽ thử cái chai này nhé. Có một chai nó không có cái nắp này. À đó, đây này. Chai này thì ra bọt bình thường này. Thì bây giờ mình sẽ chia đôi tóc ra và làm từng bên một thôi.
nghĩ là mình đã chết nhiều lắm rồi đã. Là một ít này thì bây giờ mình sẽ đi rửa tay và mình sẽ ủ trong vòng 30 phút. Trong lúc đó thì mình sẽ đi ăn trưa. Ôi đoạn này chả hiểu làm sao âm thanh tự nhiên bị hỏng. Đại loại là mình sau khi ủ 30 phút thì mình sẽ đi gội đầu. Nhưng mà trong lúc đó thì mọi người nhớ lau trước những cái vết ở trên da mặt. Nếu mà để lâu quá thì nó sẽ khó tẩy hơn. Nhưng mà yên tâm là nó vẫn đi nha. Và một điều nữa mình muốn nhắn nhủ đến mọi người, nếu mọi người có túi chùm đầu hãy chùm vào. Đừng như mình, đừng lấy cái đầu đi loanh quanh khắp nhà xong rồi nó dính khắp nơi đấy. Đừng như mình. Và bây giờ mình sẽ đi tháo tóc ra và sấy tóc nha. Ôi, chỉ vừa mới bỏ khăn ra thôi là đã thấy chân tóc lên màu rồi. Ở trên hình mọi người nhìn sẽ thấy hơi đỏ một chút. Ở ngoài thì nó sẽ nhạt hơn và có ánh khói hơn. Nhưng mà để biết màu tóc thật sự như thế nào thì mình phải sấy đã. Ta-da! Vậy là sau khi nhuộm và sấy và gội thì mình đã có tóc mới rồi đây. Yay! Độ dài vừa phải. Màu cũng rất là ok, nếu mà mọi người có thể nhìn thấy ở đây là màu cũng nâu nâu một chút. Đây, hơi nâu nâu một chút, đoạn dưới này thì nó chưa khô hẳn nên là nó vẫn đang bị đậm hơn. Và mình rất là hài lòng, cũng là rất là cảm ơn cậu. Cảm ơn nhá. Mèo 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 mèo. Cảm ơn vì đã cắt tóc cho mình ạ. Ok. Và bây giờ mình phải đi đây, bye bye. See you. Really not that bad. It just needs a little shaping. To the salon. I love it.